Rồi ok. Chào anh em ngày mới nha. Mưa gió là chuyện của trời nha anh em. Đam mê là bất diệt mà. Chén cơm và đam mê sử dụng chung một câu, đó là mãi mãi nha anh em. Rồi hôm nay tiếp là một bài điểm tiếp cho anh em dân chơi. Đó là em nói là 12 ly 54 nha. Cốc số gì thầy không? Dịnh thôi nha, đừng đẩy qua dưới anh nha, đẩy qua dưới anh nó bá dưới anh nha. Dịnh thẳng. Rồi ok anh em. 12 ly 54. Cho Supreme nha. Đã xong và đã được gác lên trên xe nha. Thì kết hợp với em nó là đi bệnh bông. Rồi. Bô vào đây 168. Móc ù nha anh em, ù theo bài nha. Rồi thì em đã xong, bây giờ Tửng sẽ cho em nổ rô đai nha, với bài 12 ly 54 còn gọi dân đông 54 thì bài này. Rồi thì có những cái hệ bài thì Tuấn có những cái thế bài cho anh em, dên cốt ngắn không đề nha, và dên thường, dên bình thường có đề nha. Đó, dên gọi là dên đôm thì gọi là dên tự do đi, tự do cốt ngắn không đề và tự do có đề cho anh em nha. Thì có đề với không đề tất nhiên nó sẽ có cách biệt rõ ràng nha anh em. Còn ngoài ra anh em thích đề vẫn ác não cho anh em mỗi bài dên đôm 54 nha. Rồi, em đã lên. Rồi, rất là mượt luôn nha anh em. Rất là thi thâm. Em bật khóc chào đời. Rất là dịu hiền nha anh em. Thì bây giờ Tuấn sẽ để cho em một tour rô đai. Một tour rô đai xong rồi bắt đầu anh em cùng Tuấn kiểm chứng em nói nha. Bởi bài dên đôn 12 ly 54 này sẽ hứa hẹn cho anh em chở rau tới nơi không còn cổng nào luôn nha.
Rồi ok anh em, em đã được một tour rau đay rồi nha. Rồi ok anh em, một tour rau đay của em đã xong. Thôi bây giờ là 4 giờ rồi thì Tấn cùng anh em kiểm chứng em xem em chở rau hạng gì nha. Với cấu hình 12-54 nha anh em. Đây là một cái bài hứa hẹn cho anh em chơi chở rau đến nhà là không còn cọng nào nha. Rồi bây giờ Tuấn sẽ kiểm chứng test em nó cùng anh em mình nha. Rồi rồi ok anh em, vài ống ra như thế là được rồi nha anh em. Quá tê luôn, tê thật sự luôn nha anh em. Bên trong máy thì nghe không hay bằng ở ngoài đâu. Rồi đây là ống hơi thêm của em nó, sau khi bít ống hơi vào thì ống hơi vào lại em nó sẽ mất cam thanh xè nha. Quá là tay luôn anh em ơi. Gen Đôn 54 mà em nó vẫn diệu hiền, rất là diệu hiền luôn nha anh em. Rồi thì bình xăng này là bình xăng anh em có sẵn nên Tuấn tận dụng canh lợi cho anh em nha, vẫn rất ok. Bình nào còn ok là Tuấn sẽ canh lại rất ok cho anh em. Rồi ok anh em, thì ngoài ống ga như thế thì anh em mình cũng cũng cảm nhận được rồi ha. Chắc chắn là nó sẽ không còn cọng rau nào trên xe luôn. Rồi rồi thì một ngoài ống ga kiểm chứng em nó như thế thì cũng nói lên cục máy đã xong cho anh em. Thì bây giờ Tuấn sẽ tô một vòng xem cần gì còn gì phải canh chỉnh cho anh em. Tuấn sẽ canh chỉnh tiếp một nước nữa cho thiệt chỉnh chu nhất, mượt mà nhất, dịu hiền nhất, và Tuấn sẽ giao về cho anh em. Và sau đó luôn luôn là như thế, anh em không được gấp. Về Vivo em nó một bình xăng à, ít nhất là một bình xăng lớn, một lần lên xe chạy là chạy 10 km là nhiều nhất, em nó phải được nghỉ nha. Đó, và anh em không còn rô đai tại chỗ như Tuấn nữa nha. Về chỉ nổ máy và chạy thôi, không còn rô đai tại chỗ như vậy nữa nha. Rồi một bình xăng lớn, ít nhất là một bình xăng lớn, mà tốt nhất là hai bình xăng lớn nha anh em. Đó, trong vòng hai bình xăng lớn anh em chia ra nhiều ngày đi chơi cà phê bắp phố đi, đừng gấp. Sau đó anh em sẽ có một cục máy chỉnh chu để anh em mình sử dụng và chơi chở rau các kiểu nha. Tính luôn khuyên anh em vấn đề đó nha. Rồi
bao nhiêu nỗ lực của Tuấn, một cục máy làm thì rất là tràn đầy tâm huyết trong đó. Bởi vì cục máy mình làm ra, mình dính liền trong cục máy cả đời nha anh em. Cho nên những cục máy Tuấn làm ra, Tuấn rất là nhiệt huyết, từng chi tiết, chỉnh chu từng chi tiết cho anh em. Và sau đó chỉ mong anh em về chơi, kỹ xe. Và quan trọng nhất là cái nước đầu tiên, rô đai, chạy rô đai em nó nha. Nhẹ nhàng em nó, không đi tốc độ, không đứng nẹt thử ga, chỉ đi bình thường em nó thôi. Một bình xăng là ít nhất, tốt nhất là hai bình xăng nha. Nguội máy cho anh em đề nhé, số 1 đó và số 2 cái rồi buông chạy nhẹ nhàng bình thường thôi, không đầy nữa cho đến khi máy được nghỉ. Và cứ tiếp tục máy nguội thì xách ra sẽ được làm như thế nha. Rồi thì Tuấn chuẩn bị giao về cho anh em luôn rồi. Tuấn xin dừng clip tại đây để Tuấn chỉnh xe sơ một cái nữa và Tuấn giao xe cho anh em về. Thì Tuấn xin chào anh em nha. Và một câu muôn thở không bao giờ thiếu đối với tất cả anh em chúng ta. Tuấn xin chúc tất cả anh em gần xa, tất cả anh em mọi miền tổ quốc, tất cả anh em ngành nghề khác nhau và tất cả gia đình của anh em nữa, Tuấn xin chúc tất cả thật nhiều sức khỏe. Sau khi có sức khỏe xong rồi, tất cả anh em chúng ta và gia đình chúng ta sẽ thành công hết tất cả mọi thứ trong tâm trí ấp ủ từ xưa đến bây giờ, ấp ủ bấy lâu nay, thành công ngay từ bây giờ, ngay câu chúc của Tuấn ngay từ bây giờ cho tới hết cuộc đời này nha anh em. Và sau đó sẽ sống mãi chung với bốn chữ thành công hạnh phúc nha. Tuấn xin chúc tất cả. Rồi Tuấn xin chào và hẹn lại anh em với clip sau nha. Rồi em rất dịu hiền, trừ khi chạm tới ống ga của em nha. Rồi bắt đồ vô, giao cho anh em rồi. Rồi Tuấn xin chào, hẹn lại anh em với clip sau.